Xin chào các chị đẹp. Hôm nay em xin phép được kiểm nghiệm sản phẩm kem tẩy lông Pop của nhà bán hàng Pop Beauty Việt Nam nhé. Lúc em nhận sản phẩm thì hộp được bọc lớp chống sốc kỹ càng, bên trong có cả giấy cảm ơn, hàng thì date rất mới nhé, đến tận tháng 7 năm 2026 lận. Vì là hàng được phân phối trực tiếp bởi công ty Pop Việt Nam nên em cũng yên tâm. Đọc qua bảng thành phần thì em thấy chủ yếu là từ thiên nhiên như chiết xuất bơ, rau má, dầu jojoba và lại còn có cả vitamin E. Mở lắp sản phẩm thì bên trong là một lớp màng bạc nha các chị em, bóc kem ra thì mùi thơm thoang thoảng chứ không hắc như một số loại tẩy khác. Em làm theo hướng dẫn trên bao bì nhé, bôi một lớp kem lên một khoảng để lát nữa em xem kết quả như thế nào. Theo như trên hộp ghi thì lông mềm chúng ta để 3 phút, lông cứng để 5 phút. Các bác nhìn quả rừng u minh của em thì để cho chắc ăn em xin phép để 5 phút. Trong lúc chờ đợi thì em xin phép thông tin thêm cho các chị em là sản phẩm kem tẩy lông Pop được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CGPM ASEAN theo công nghệ của Hàn Quốc nha các chị em. Mỹ phẩm Hàn thì các chị em biết rồi phải không ạ? Em xin phép tua nhanh đến đoạn kết quả. À mà quan sát bằng mắt thường các chị em cũng thấy được là các sợi lông khi bôi kem để một lúc là em thấy nó kiểu như bị sun lại ấy. Các sợi không bôi thì nó có săn nhưng nó không kiểu mủn như vậy. Em dùng cái dụng cụ đi kèm của kem cạo ngược chiều lông như hướng dẫn này. Đây các chị thấy chưa, sạch bong luôn, da cũng trắng ra luôn ạ, sạch cả chân lông luôn, điều đặc biệt là không có cảm giác nóng hay rát da nha cả nhà. Cứ cạo ngược chiều lông là lông nó đứt hết này, sạch bong luôn mà cảm giác như không ấy ạ. Thực sự em rất hài lòng và bất ngờ luôn vì bình thường lông chân của em rất to và cứng khó mà tẩy được. Giá của em kem tẩy lông Pop này lại còn rất là rẻ nữa, chỉ có 33k. Còn ngần ngại gì cho một em kem giá 33k, thành phần từ thiên nhiên, an toàn mà lại sạch lông. Các chị em mua hàng ủng hộ em qua giỏ hàng TikTok bên dưới nhé. Cảm ơn các chị đẹp.